Hello, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với Con số 8 TV. Mình là Linda và hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu một dự án vô cùng tiềm năng đã gọi vốn thành công 7,6 triệu đô và có token list trên Gate, KuCoin cũng như là HOPI. Đó là dự án Lithium Finance. Thì đã rất lâu rồi Linda mới review về một dự án làm về mảng Oracle, tức là cái mảng mà Chainlink đang làm về. Thì không biết là Lithium Finance cụ thể là giải quyết cái vấn đề gì và có gì khác đối với các đối thủ cùng mảng Oracle. Thì hôm nay Linda và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu ha. Let's get started. Trước khi đến với Lithium Finance thì mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem thử Oracle là mảng gì. Thì hiểu một cách nôm na là Oracle là một cái cầu nối giữa blockchain và thế giới thực, tức là nó sẽ đưa những cái kiến thức thông tin từ thế giới thực vào blockchain. Thì những cái thông tin này có thể là các cái chỉ số như là giá tài sản, thời tiết, ngày tháng, kết quả bầu cử vân vân. Và các cái thông tin này sẽ được đưa vào các cái hợp đồng thông minh, tức là các smart contract ở trong blockchain. Tại vì các cái hợp đồng thông minh này nó không thể tự đưa được, mà nó cần tới các cái Oracle. Thì để cái cầu nối Oracle này nó hoạt động một cách hiệu quả thì các cái loại tài sản cần được định giá một cách chính xác. Thì các cái Oracle hiện nay đều có thể định giá chính xác các cái tài sản có tính thanh khoản cao. Tuy nhiên nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất nó là nó không thể nào định giá các tài sản kém thanh khoản. Và vấn đề thứ hai là nó phải sử dụng thông tin từ một nhà cung cấp dữ liệu thứ ba. Thì Lithium Finance ra đời để giải quyết hai cái vấn đề này. Đầu tiên là Lithium Finance là một cái nền tảng định giá các tài sản kém thanh khoản. Cái vấn đề thứ hai mà Lithium Finance giải quyết là nó không có lấy dữ liệu từ một nhà cung cấp bên thứ ba, mà nó sẽ là một cái giao thức on-chain và nó có cái phạm vi sử dụng rất là rộng, từ các cái game NFT cho tới các cái token tiền điện tử và thậm chí là trong các cái lĩnh vực đầu tư truyền thống như là quỹ phòng hộ, vốn chủ sở hữu tài sản tư nhân, vân vân. Thậm chí là nó còn được sử dụng để định giá bất động sản cũng như là các cái đồ cổ mà Linda sẽ đề cập sau. Vậy thì Lithium hoạt động như thế nào để có thể định giá được các cái tài sản kém thanh khoản? Thì ở trên màn hình mình sẽ có hai bên. Bên đầu tiên là bên Wisdom Seekers, tức là người đi tìm giá. Thì những cái người đi tìm giá này có thể là các cái công ty, các cái ngân hàng, các cái nhà phân tích đường phố vân vân. Thì những người này họ có nhu cầu mua lại hoặc là sáp nhập các cái công ty hoặc là các tài sản gì đó và họ đang tìm kiếm cái thông tin định giá chính xác nhất. Ví dụ như bạn muốn mua lại một cái công ty thì bạn muốn biết xem thử là giá của cái công ty đó hiện tại đang là bao nhiêu, đúng không? Thì họ sẽ đi tìm các thông tin về giá cả này, thì người ta sẽ stake cái đồng list này và đưa ra cái câu hỏi của mình. Thì bên thứ hai mình sẽ có đó là bên Wisdom Node, tức là những cái node thông thái. Thì đây là những cái nhà cung cấp dịch vụ định giá. Thì những cái người này có thể là những cái chuyên gia có kiến thức, họ có thể là nhà môi giới, nhà đầu tư hoặc là bất kỳ ai mà có thể định giá được. Thì họ sẽ stake cái đồng list đó lại và đưa ra cái câu trả lời. Thì cái hệ thống, cái cơ chế của Lithium Protocol, người ta sẽ có cái cơ chế như thế này và chọn ra được những cái câu trả lời chính xác phổ biến nhất. Thì những cái câu trả lời sai á, thì cái phần mà người ta stake nó sẽ bị phân phối lại cho những người trả lời đúng. Và những người trả lời đúng thì người ta còn kèm theo được cái phần thưởng từ những cái người đặt câu hỏi nữa. Trong cái trường hợp tài sản là cổ phiếu của các cái công ty á, thì Lithium sẽ tạo một cái poll, tức là một cái hồ để mà các chuyên gia đưa ra các cái câu trả lời. Và phần thưởng là list, tức là cái đồng list cho những người có trả lời chất lượng. Và những người có câu trả lời kém chất lượng thì sẽ bị trừ đi cái đồng list này. Điều gì khiến cho Lithium Finance khác biệt? Thì như hồi nãy Linh đã có nói, thì trong cái mảng Oracle này thì đối thủ cạnh tranh của Lithium Finance chính là Chainlink này, Band Protocol, Teller vân vân. Tuy nhiên là các cái dự án Oracle khác thì sử dụng dữ liệu từ một cái nhà cung cấp dữ liệu, còn Lithium Finance là đưa ra cái câu trả lời định giá dựa trên hàng trăm những cái người cung cấp định giá, cho nên cái câu trả lời của họ là một câu trả lời chính xác nhất có thể. Ngoài ra, Lithium Finance còn có thể định giá một cách nhanh chóng này, không tốn kém, và định giá cho những cái tài sản kém thanh khoản kể cả như là cổ phiếu. Và cái cơ chế đồng thuận độc quyền của Lithium sẽ đặt nền tảng cho tài sản thực kết hợp với lại là DeFi. Thì cái quá trình phát triển của Lithium Finance là trước đó vào tháng 8 năm 2021 thì Lithium đã khởi chạy cái chương trình pre-staking dành cho những người mà sở hữu cái token list này sớm và những người ủng hộ giao thức sớm. Thì cái mức APY cho những người này là lên đến 60% và còn một cái phần thưởng nhỏ staking thêm là 20% APY, tức là tổng cộng là tới 80% APY.
Thì việc claim phần thưởng từ chương trình pre-staking này á, là sẽ bắt đầu vào quý 2 của năm nay. Và sau đó thì Lithium sẽ cho ra mắt cái phiên bản beta mainnet vào quý 3 và chạy mainnet chính thức vào quý 4 của năm 2022. Ngoài ra thì Lithium Finance đã cán mốc hơn 300 wisdom node, tức là hơn 300 người cung cấp định giá. Nếu các bạn bấm vào lit.finance, tức là trang chủ của Lithium Finance, và bấm vào phần about thì mình sẽ thấy ba con người đồng cốt của Lithium Finance. Đầu tiên là anh David Layton, tức là co-founder của Lithium Finance. Thì trước đây anh David đã từng là co-founder cũng như là CEO của Samfriend, một cái công ty khởi nghiệp fintech, tức là công nghệ tài chính, và có sử dụng blockchain để tạo ra các khoản thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Tức là anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái mảng công nghệ tài chính. Ngoài ra thì David Layton cũng là người phụ trách cái mạng lưới ở Bắc Mỹ và châu Âu. Trong khi đó thì mình sẽ có anh Kelvin Lam, tức là CEO mới bổ nhiệm gần đây. Thì Kelvin Lam thì đã có 15 năm kinh nghiệm trong các cái thương vụ mua bán và sáp nhập, cũng như là việc định giá các cái tài sản, có kinh nghiệm trong startup này, tài chính doanh nghiệp cũng như là gaming và các cái dự án tiền điện tử. Thì Kelvin sẽ đảm nhiệm cái trọng trách ở khu vực châu Á. Người cuối cùng mà mình có là Ryan O, tức là CTO, tức là giám đốc công nghệ. Thì Ryan O là tốt nghiệp ở Đại học UC Berkeley ở California và có rất nhiều kinh nghiệm về AI, tức là trí tuệ nhân tạo cũng như machine learning, này, công nghệ blockchain từ những cái năm làm việc tại thung lũng Silicon. Và với cái vai trò là CTO của mình thì Ryan đã giám sát sự phát triển tổng thể của sản phẩm. Mình thấy là cả ba người này đều có rất nhiều kinh nghiệm trong cái ngành ngân hàng, định giá các cái thương vụ sáp nhập và mua lại, và kể cả các kinh nghiệm trong cái ngành blockchain luôn. Về quỹ đầu tư của Lithium Finance thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, tại vì Lithium Finance sẽ hợp tác và nhận sự đầu tư từ các quỹ rất là danh tiếng như là Pantera, Long Hash, Alameda Research, Kairos Ventures, C98 Ventures, vân vân và vân vân. Nếu bạn là một người nhìn vào quỹ đầu tư để đưa ra các quyết định đầu tư của mình thì Lithium Finance chắc chắn là một cái dự án khá là triển vọng. Như hồi nãy mình có nói thì LITH, L-I-T-H là token tiện ích được phát hành bởi Lithium Finance, chạy trên ERC-20 với cơ chế thưởng và làm token stake. Thì có 3 cách sử dụng token chính như sau. Đầu tiên thì đây sẽ là phần thưởng cho những cái người trả lời. Thì như hồi nãy mình có nói là sẽ có những cái người đặt câu hỏi và những cái người trả lời định giá, đúng không? Những cái người đặt câu hỏi, nếu mà người ta muốn được cái câu trả lời chính xác và phổ biến nhất thì người ta sẽ trả nhiều tiền thưởng hơn cho những cái người trả lời. Cái cách dùng thứ hai đó là đây sẽ là cái cách để mà các người trả lời báo hiệu mức độ tin cậy của câu trả lời của họ. Ví dụ như bạn trả lời định giá về một cái tài sản nào đó, bạn nghĩ là nó chính xác, phổ biến nhất thì bạn sẽ stake nhiều LITH hơn so với những người mà không quá chắc chắn về cái câu trả lời của mình. Cách dùng cuối cùng thì chính là phần thưởng cho những cái câu trả lời đúng. Thì tiền thưởng của LITH, tiền thưởng của những cái người đặt câu hỏi á, cộng với lại cái tiền cược, cái tiền mà báo hiệu mức độ tin cậy hồi nãy gộp lại thì sẽ phân phối cho những cái câu trả lời đúng cũng như là những cái câu trả lời chính xác và phổ biến nhất. Hiện tại thì cái phân phối của token này mình chưa có thông tin, và các đợt mở bán thì LITH, cái đồng LITH này đã từng IDO thành công ở trên Polkadot. Về ứng dụng thực tế của Lithium Finance, mình sẽ có khách hàng mục tiêu là các cái sàn giao dịch tài sản tổng hợp, ngân hàng đầu tư, chủ sở hữu tài sản có giá trị cao, và những cái trường hợp sử dụng thực tế như là cổ phiếu của các cái công ty kỳ lân như là VinFast, hay là các cái cổ vật, các cái NFT có giá trị cao, hay là bất động sản. Và về bất động sản thì ví dụ như là một người mà muốn mua một cái căn hộ trong cái thời kỳ giá luôn tăng trưởng và họ không biết khi nào giá hạ nhiệt để có thể mua, thì Lithium Finance có thể sử dụng dữ liệu và các cái tính toán khoa học để đưa ra những cái dự đoán tốt nhất cho người dùng. Nói đi cũng phải nói lại, vậy liệu Lithium Finance có phải là một dự án đáng để đầu tư hay không? Thì đầu tiên á, là cái use case của các dự án Oracle cũng như cái token của chúng thì thường không dành cho các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta, bởi vì cái cách duy nhất mà các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đầu tư đó là mua thấp bán cao, chứ không thực sự tận dụng hết các ưu đãi mà các token của các dự án Oracle này mang lại. Cho nên đây cũng là một cái điểm mà các bạn cần lưu ý. Tuy nhiên á, là Lithium Finance có một cái giải pháp rất là độc đáo đối với các vấn đề rất là nhức nhối trong mạng Oracle bây giờ, và vốn hóa của nó chỉ mới có 9 triệu đô thôi, cho nên đây cũng là một cái dự án tiềm năng đáng để các bạn quan tâm. Nên nhớ video này chỉ mang mục đích thông tin chứ không phải lời khuyên đầu tư, nên các bạn cần tự tìm hiểu và đưa ra quyết định đầu tư của mình nha. Còn nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho coi 68 TV cũng như đăng một like và một subscribe nha. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!